Hello các bạn. Cả nhà tiệm mèo sen ơi, hôm nay tiệm về một bé mèo anh lông ngắn màu xám xanh mọi người nha. Một em mèo anh lông ngắn xám xanh rất là dễ thương nè mọi người nè. Trời ơi, lông thảm rất là dày luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy lông, chất lông của bé chưa? Rất là yêu nha. Mèo mình mới đón từ trại lên cho nên là bé đang hơi lạ một chút cho mọi người nha. Nó bắt đầu đi khám phá đấy mọi người ạ. Ôi, chính thế nhỉ. Đi đâu đấy? Hả? Đi đâu đấy? Đang quay video mà đi đâu đấy à? Ôi ôi, mặt cute đáng yêu thế. Quay đây nào, quay đây nào. À, không đi, không đi nữa nào. Quay đây nhá. Ôi em xinh thế nhỉ, thế nào mà xinh thế. Ôi ra đây, ra đây, ra đây nha, ra đây nha. Ôi trời ơi, đây mọi người ơi, chỉ có 2,5 triệu thôi là mọi người đoán ngay được em mèo anh lông ngắn xám xanh thuần chủng nha mọi người nha. Ôi, dòng màu này là dòng màu đặc trưng của dòng mèo anh mà tiệm bán chỉ có 2,5 triệu thôi các bạn nhá, mà là mèo thuần chủng không có lai nha mọi người nha. Bé này rất là lanh lợi và quấn chủ mọi người ạ. Ôi xinh thế. Nè 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 nè, tao đòi chạy đi khám phá đấy các bạn ạ. Vừa mới về nhà mới xong tao đòi đi khám phá. Nào em đi xuống đây, đang quay video xinh xinh mà nha. Chạy đi đâu? Ồ trường thế nhỉ. Yêu chế. Ôi cái mặt này, cái mặt này, cái mặt này. Ôi cưng thật. Mọi người ơi, 2,5 triệu thôi nè. Quá rẻ cho một em mèo anh lông ngắn xám xanh thuần chủng nhá mọi người nhá. Các bạn mà đón bé thì nhanh tay liên hệ với tiệm chúng mình nha. Bởi vì là mèo giá rẻ như này mà thuần chủng nữa nhá, là sẽ rất là nhanh có nhà mới luôn. Mình kết thúc video của bé đây. Hẹn gặp lại các bạn những lần sau nha. Bye bye mọi người.